Ui chào, chào bị nữa rồi, bị nữa rồi. Dạ, xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Doctor Khỏe ngày hôm nay. Ui da, đau quá. Dạ. Em chào anh Quỳnh Đông. Anh Quỳnh Đông đang đi đâu á? À, sorry hả? Anh đang tìm Doctor Khỏe để giúp anh chữa cái bụng của anh nè. Ủa, anh Quỳnh Đông bị sao mà ôm bụng vậy? Anh cũng không biết sao nữa. Nhưng mà sao anh Quỳnh Đông lại để bị như vậy? Hay là ăn cái gì đó bậy rồi? Đâu, đâu có bậy cái gì đâu. Giống như là bình thường á, nhưng mà sáng mà ngủ mà dậy trễ quá gần tới trưa á, thì dậy nấu đồ ăn, lúc đó đói rồi thì ăn nhiều vô. Ăn nhiều rồi tới khuya thì ăn mấy cái món chính không à, như là gà rán nè, pizza nè. Đó, có món nào sống đâu. Ủa, nghe sai sai sao á ta ơi. Sorry, nghĩ là anh Quỳnh Đông phải ăn đúng giờ lại đó. Ủa, vậy hả? Vậy là phải ăn nhiều hơn nữa hả? Nói cách khác là phải có một thời khóa biểu ăn uống, coi bao lâu thì tiêu rồi ăn tiếp nè. Ờ ha. Ý, nếu vậy sẵn đây sơ đi giúp cho anh luôn đi. Được thôi, ba cái này dễ mà. Rồi, để sơ đi coi. Bình thường mấy giờ anh Quỳnh Đông dậy nè? Thường là 9 giờ mấy gần 10 giờ á. Rồi rồi, cứ cho 10 giờ là anh Quỳnh Đông ăn đi. Anh Quỳnh Đông nên ăn bữa này là bánh mì xôi gì thôi, để 2 tiếng sau tiêu rồi mình ăn tiếp nữa là vừa nè. Ủa, phải Quỳnh Đông với Siri đó không ta? Em chào mọi người ạ. Ủa, đây có phải là em Bồ Quân không vậy Đốc Tơ Khỏe? Chính xác, Bồ Quân hôm nay qua giúp Đốc Tơ Khỏe ít việc, sẵn đi dạo đây nè. Mà Quỳnh Đông bị gì hay sao mà cần Đốc Tơ Khỏe với Siri giúp vậy? Dạ, Đông đang bị cái bụng khó ưa này nó hành nè, 2-3 ngày nay rồi đó. Hành là hành sao vậy anh Quỳnh Đông? Lúc thì bị khó tiêu, lúc thì bị tiêu chảy, lúc mà muốn đau là đau, muốn đói là đói, nói chung là chán lắm. Vậy rồi Siri giúp Quỳnh Đông thế nào nè? Dạ, con lên thời khóa biểu ăn uống đúng giờ cho anh Quỳnh Đông đó ạ. Đốc Tơ Khỏe coi nè. Ủa, gì mà bữa sáng từ 10 giờ rồi toàn ăn giặt nhiều dầu mỡ vậy? Vậy hả Đốc Tơ Khỏe? Vậy mà Quỳnh Đông với Siri cứ nghĩ là ăn uống đúng giờ là được rồi. Ăn uống có thời khóa biểu thì đúng, nhưng cũng coi là ăn món gì và thời khóa biểu đó cũng đúng không nữa. Sẵn tiện có quả bầu quân ở đây, quả bầu quân có thể giúp Quỳnh Đông giải quyết đó. Ủa, thiệt vậy hả? Bầu quân em đây có vị ngọt, chua, hơi hơi chát. Trong quả chứa nhiều chất phenolic, đây là các chất giúp làm xe niêm mạc, giảm đau. Bên cạnh đó thì các nguyên tố như là sắt, phosphor, saponin, khoáng trong bầu quân còn có tác dụng làm lành các mô, tế bào trong thành dạ dày, giúp kích thích tiêu hóa, ăn ngon, ngủ tốt. Dạ, nếu như vậy thì Quỳnh Đông phải sử dụng trái bầu quân như thế nào mới trị được cái chính chứng bụng này đây? Quỳnh Đông cần đi thăm khám tại bệnh viện để kiểm tra cho kỹ nha. Bên cạnh đó, Quỳnh Đông có thể bổ sung thêm ngâm rượu bầu quân với tỷ lệ 5-1 với đường cát hoặc một bài thuốc khác, đó là cây hồng quân, quả hồng quân, cây dạ cẩm, chè dây, mỗi loại 20g, nấu lấy nước uống hàng ngày. Ồ, vậy là quá tuyệt vời rồi. Em nghe nói vị của quả bầu quân rất dừa, nên khi uống sẽ rất ngon đó anh Quỳnh Đông. Dạ Đông biết rồi, Đông hứa là từ nay không dám thức khuya nữa và phải ăn uống đúng khoa học. Biết vậy là tốt rồi. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình sắp hết rồi. Chúng ta cùng chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả thôi nào. Tạm biệt. Bye bye quý vị.